Những dấu hiệu cực kỳ đơn giản giúp các bạn có thể nhận biết được một chiếc máy cắt cỏ Husqvarna 541 sau khi xem xong hết video này. Xin chào quý vị, các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Thời gian gần đây có rất nhiều bác liên hệ với Điện Máy Bình Sơn hỏi rằng làm thế nào để có thể nhận biết được một chiếc máy cắt cỏ Husqvarna 541, bởi vì trên thị trường hiện nay đang có rất nhiều những chiếc máy hàng giả, hàng nhái, và các bên gian thương họ đang cố gắng trà trộn để lừa người tiêu dùng. Hôm nay chúng tôi chỉ cho các bạn một số cách nhận biết cực kỳ đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Xem xong video này, các bạn chắc chắn sẽ có khả năng phân biệt hàng xịn, hàng nhái một cách rất dễ dàng và đơn giản, và khiến cho những người gian thương không thể lừa các bạn được. Ok, để chúng ta không trở thành gà thì tất nhiên chúng ta sẽ phải trang bị kiến thức trong đầu chúng ta làm sao để chúng ta có thể đánh giá và nhận biết được. Trước mắt quý vị các bạn, đây là một chiếc máy cắt cỏ Husqvarna 541 chính hãng, và mình sẽ chỉ cho các bạn ngay. Đặc điểm thứ nhất là trên lốc máy, ở cái vị trí này thì các bạn sẽ có một cái tem màu trắng nhỏ bé. Cái tem này rất là bé. Cái tem này thì nó sẽ có hiển thị cái số seri của máy. Mỗi một cái máy thì nó sẽ có một cái số seri khác nhau để hãng người ta bảo hành ấy. Và các bạn sẽ thấy cái số seri này trùng với cái số seri ở trên thùng này. Trên thùng này nó sẽ có số seri này các bạn này. Đây, nó có cái vị trí này này. Có dòng chữ engine seri number. Nếu mà các bạn thấy cái dòng số seri number này trùng với cả seri number ở cái vị trí này, ở vị trí này là trên máy, thì đây là một dấu hiệu để các bạn có thể biết được nó là hàng xịn. Chưa hết nha, đấy mới chỉ là một dấu hiệu thôi, có những dấu hiệu khác. Thứ hai là các bạn có thể để ý cái phần chụp giật của máy. Đối với Husqvarna 541 hàng chính hãng thì sử dụng chụp giật đơn, chụp giật buly đơn, chụp giật thường, nó không có trợ lực. Đa phần những cái dòng máy cắt cỏ có kiểu dáng 541 khác trên thị trường hiện nay đều sử dụng ốp giật trợ lực là buly đôi. Tại sao mà các cái hãng Trung Quốc khác họ không làm luôn theo copy cái ốp giật trợ lực đơn này? Các bạn biết vì sao? Bởi vì cái chụp giật đơn hàng hãng này dở. Nó chỉ có hai chấu thôi, giật nó rất một thời gian, nếu mà các bạn giật không để ý ấy, nó sẽ bị trượt chó. Đấy, chính vì vậy thì các cái đơn vị kia họ biết đấy, đó là nhược điểm của hàng xịn và họ không làm theo. Đáng nhẽ nếu yêu rồi ấy, thì phải yêu cả từ những cái điểm dở lẫn những cái điểm tốt. Thấy điểm dở thì lại không làm theo, như thế là dở rồi. Một dấu hiệu nữa để các bạn có thể nhận biết là các bạn có thể thấy được cái phần áo. Một điểm tiếp theo là các bạn có thể để ý cái phần áo xi lanh. Nó có cái logo này, cái logo này nó là chữ H. Chữ H là chữ cái đầu của Husqvarna, được cách điệu từ cái mắt xích của, từ cái biểu tượng mắt xích của Hu ấy. Thì đây các bạn có thể thấy được, và cái này nó dập nổi lên nhá. Và tất cả hình như nếu mình nhớ không nhầm thì 100% các cái hàng Trung Quốc khác kiểu dáng Hu thì nó không có cái logo này nhá. Đây là một đặc điểm để các bạn có thể nhận diện được. Tiếp theo là các bạn có thể để ý cái phần bố côn này. Bố côn của Husqvarna sử dụng bố côn đúc, không có má. Các cái hãng khác thì đều sử dụng bố côn đúc, bố côn có má. Đây là bố côn thép này. Anh em lưu ý nhá, những cái mẫu khác thì nó không sử dụng cái bố côn thép này. Đây cũng là một điểm để các bạn lưu ý nhận diện chiếc Husqvarna chính hãng. Ngoài ra thì chế hòa khí của Husqvarna đó chính là chế Wambro WIK, một trong những cái điểm mà các bạn có thể cân nhắc. Tuy nhiên thì các cái hãng khác trên thị trường hiện nay cũng làm theo rất nhiều. Lọc gió của Husqvarna lọc gió hai lớp này. Các bạn nhìn này. Đây cũng là một cái đặc điểm để các bạn có thể phân biệt nhá. Ngoài ra nếu anh em để ý khéo ấy thì trên cái bộ hơi của Husqvarna nó sẽ có dập nổi cái số 11TH. Đây cũng là một cái điểm để các bạn có thể giúp các bạn nhận biết được đây là chiếc máy Husqvarna chính hãng. Những cái bộ hơi trên thị trường đa phần hiện nay là 4TH, 6TH, thậm chí cao nhất chỉ có đến 9TH thôi. Và 9TH thì cũng đã là ít rồi. Hu thì sử dụng bộ hơi 11TH nha, anh em lưu ý này. Một cái điểm nữa đó chính là mâm điện. Thì anh em để ý cái phần trong mâm điện này, nó sẽ có dòng chữ Ikeda. Đây là một cái dấu hiệu cực kỳ quan trọng để các bạn có thể phân biệt được, bởi vì mình thấy trên thị trường hiện nay chỉ có Husqvarna chính hãng mới sử dụng cái điện Ikeda này thôi, còn các cái dòng copy của, theo kiểu dáng của Husqvarna thì không sử dụng điện Ikeda. Có lẽ là hãng Ikeda họ đã giao kèo chỉ bán cái điện đấy cho Husqvarna và không bán cho những nhà máy khác. Chính vì vậy đây là một trong những điểm cốt tử mà các bạn lưu ý. Dòng chữ Ikeda. Ikeda chính là thương hiệu sản xuất lên cái cuộn điện, mô bin điện và vô lăng từ nhá. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi đó chính là những dấu hiệu nhận biết một chiếc máy cắt cỏ Husqvarna chính hãng, đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Nếu bạn nắm chắc những cái kiến thức đó trong tay thì mình tin rằng 100% các bạn sẽ không bao giờ dính mua phải hàng giả, hàng nhái. Tin mình đi, không tin các bạn cứ ra cửa hàng và check. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.